Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình về trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý sử dụng đất có nguồn gốc của công ty nông lâm trường tại huyện Tân Lạc. Hội nghị giao ban công tác quốc phòng quân sự địa phương quý 4 năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường trung học phổ thông Đoàn Kết. Tổ COVID-19 cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2021, đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình về trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý sử dụng đất có nguồn gốc của công ty nông lâm trường tại huyện Tân Lạc. Tiếp và làm việc với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và huyện Tân Lạc có đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, thế mạnh của mỗi địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đối với huyện Tân Lạc là huyện nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên trên 53.000 hectare, dân số 88.000 người, sinh sống ở 15 xã và 1 thị trấn. Vị trí địa lý đã mang lại cho huyện Tân Lạc nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Theo báo cáo về công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm trường tại huyện Tân Lạc, hiện có một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Hòa Bình được nhà nước giao quản lý sử dụng từ năm 1986, diện tích được giao có cả đất của hộ dân với diện tích là trên 2.000 ha trên địa bàn 8 xã, thị trấn. Đến nay đã bàn giao lại cho địa phương là trên 1.527 ha. Đất do các hộ sử dụng là trên 399 ha. Đất do Ủy ban Nhân dân các xã quản lý là 1.128 ha. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện Tân Lạc đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm trường, làm rõ một số vướng mắc, khó khăn về công tác quản lý, lập phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại diện các sở ngành đã giải đáp và làm rõ một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác thực hiện quản lý sử dụng đất nông lâm nghiệp, đất có nguồn gốc từ lâm trường để bàn giao cho địa phương quản lý. Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Lạc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác quốc phòng quân sự địa phương quý 4 năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các phòng ban chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hội nghị đánh giá trong quý 4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng trên địa bàn, tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Tổ chức thành công diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2021 đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đảng bộ và tình hình thực tiễn có trọng tâm, trọng điểm, duy trì tốt công tác tuyên truyền thi đua đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào thi đua. Đặc biệt, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống đại dịch COVID-19. Công tác kiểm tra giám sát tổ chức cán bộ chính sách bảo vệ an ninh được thực hiện có hiệu quả. Công tác hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, đạt kết quả vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh được chăm lo. Chính trị tư tưởng ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Toàn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp trong phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm chế độ, nề nếp, chính quy, quản lý kỷ luật, tích cực thực hiện công tác, thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, chính sách,
và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật an toàn, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, cứu hộ, cứu nạn, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm tốt hậu cần và bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Ngày 14 tháng 11 năm 2021, Trường Trung học Phổ thông Đoàn Kết đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và 39 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Đến dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đồng chí Lê Chí Huyên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Trường Trung học Phổ thông Đoàn Kết được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có 115 lớp với gần 5.000 học sinh được giáo dục và trưởng thành. Học sinh chủ yếu thuộc các xã Ngọc Mỹ, Đồng Lai, Thành Hối, Già Mô, Lỗ Sơn và một số học sinh của huyện Lạc Sơn. Nhà trường có 15 phòng học, đảm bảo đủ các điều kiện để học sinh học tập. Các phòng học đều được trang bị máy chiếu, có nhà đa năng, có 2 phòng thư viện, 2 phòng thiết bị, 2 phòng tin học, 1 phòng lab. Phòng học bộ môn đủ, đảm bảo tốt việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường có 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 10 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hàng năm, nhà trường đều có từ 35 đến 40 học sinh giỏi cấp tỉnh, có từ 15 đến 20 học sinh giỏi toàn diện, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp từ 97% trở lên. Nhiều năm liên tục, chi bộ nhà trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, công đoàn đạt tập thể lao động xuất sắc, đoàn thanh niên đạt đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020-2021. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh các thế hệ đã dày công vun đắp nên những thành tích như ngày hôm nay. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phấn đấu sớm đạt trường chuẩn quốc gia, xứng đáng với sự tin tưởng và gửi gắm niềm tin của nhân dân huyện nhà và sẽ là nơi chắp cánh cho nhiều ước mơ được bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc phối hợp với Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em Lắc Seo tổ chức hội thảo kết thúc dự án tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng để đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật dân tộc thiểu số trong hòa nhập giáo dục tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Dự án tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng để đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật dân tộc thiểu số trong hòa nhập giáo dục tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, thực hiện tại xã Ngọc Mỹ, Phú Cường, Phú Vinh, Suối Hoa với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, được ra đời với sự tài trợ của Quỹ Liên minh châu Âu. Thời gian diễn ra dự án 12 tháng nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa trẻ khuyết tật với xã hội trong môi trường giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em khuyết tật dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình. Theo khảo sát mới nhất, tại 4 xã thuộc dự án, hiện có 179 trẻ với các loại khuyết tật khác nhau, phần lớn là trẻ chậm phát triển về trí tuệ, tăng động, tự kỷ. Trong quá trình triển khai, trung tâm đã thực hiện 18 cuộc truyền thông với 698 người dân và 1.712 giáo viên và học sinh tham dự. Tập huấn cho giáo viên về kỹ năng sàng lọc trẻ khuyết tật, kỹ năng sống cho trẻ và kỹ năng giảng dạy, thiết kế giáo án mẫu, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tham vấn phương pháp triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong thông tin tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý nhằm để đảm bảo quyền trẻ em khuyết tật để các trẻ sớm hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, mô hình tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, được gọi tắt là tổ COVID cộng đồng, được Bộ Y tế tư vấn cho các địa phương xây dựng từ cuối năm 2019. Thời gian qua, đối với huyện Tân Lạc, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, tổ COVID cộng đồng đã đi vào hoạt động hiệu quả, tạo sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, giúp tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt hơn. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tổ COVID-19 cộng đồng ở xóm Quế Bái, xã Đông Lai. Xóm Quế Bái, xã Đông Lai có gần 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Xóm có 4 tổ COVID cộng đồng, mỗi tổ có 3 thành viên.
Trong đó tổ trưởng là lãnh đạo chi ủy hoặc ban quản lý xóm. Tổ phó là một trong các ông bà trưởng các ngành đoàn thể như cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên. Các tổ được phân chia địa bàn phụ trách và khi cần thiết có thể hỗ trợ các tổ khác. Đặc biệt, từ ngày 6 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn xóm ghi nhận 2 trường hợp là con em đi làm ăn xa trở về địa phương, được phát hiện dương tính với COVID-19. Tổ COVID-19 cộng đồng xóm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhanh chóng truy vết, thống kê, lập danh sách các trường hợp F1, F2, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân không hoang mang, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Như vậy, sau thời gian ngắn, các lực lượng chức năng đã ra soát và thực hiện cách ly tập trung đối với 22 trường hợp F1, tổ chức phong tỏa tạm thời đối với 6 hộ gia đình liên quan trực tiếp với 2 bệnh nhân. Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, tinh thần trách nhiệm của thành viên trong tổ rất là nhiệt tình và không phải ở gần đây đâu. Ví dụ như một số anh nó xa đến 3 cây số ấy, nhưng mà gọi một cái là cũng đi xi máy ra, đi từng nhà gõ từng nhà này, những người nào chưa tiêm hoặc là những người nào không được tiêm, nhất là cái bệnh nền này cháu này, thì chúng tôi cũng làm theo sự chỉ đạo ở trên. Với tinh thần chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất lây lan của dịch, các thành viên tổ COVID cộng đồng đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn về biện pháp phòng chống dịch, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình, giám sát, phát hiện và kịp thời báo cáo về những trường hợp liên quan đến dịch COVID-19, như người lạ đến địa bàn, người ở vùng dịch về. Đồng thời tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của các gia đình đang được phong tỏa và người dân đi cách ly tập trung để kịp thời có biện pháp hỗ trợ. Trong 6 hộ đang thực hiện phong tỏa tạm thời, có 1 hộ đi cách ly cả nhà. Tổng số vật nuôi trong khu phong tỏa là 6 con trâu bò và 11 con lợn. Trên Ủy ban Nhân dân xã là cũng phân bổ về để mà trực tiếp là trực ở cái chốt kiểm dịch là 24/24 tiếng. Còn ở cái tổ của chúng tôi cũng đã điều hành cho bà con nhân dân, tức là mỗi một tổ ấy, là phân chia nhau để mà cắt cỏ cho gia súc gia cầm của những hộ phải đi cách ly ấy, không bị chết đói. Tính từ ngày 7 tháng 11 đến nay, bình quân mỗi ngày, các tổ huy động trên dưới 10 người tham gia cắt cỏ cho trâu bò, lo thức ăn cho lợn, gà và tiếp tế lương thực thực phẩm giúp đỡ các hộ gia đình tại khu phong tỏa tạm thời. Chị Bùi Thị Dìm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Quê Bái, là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng của xóm. Những ngày qua, để chung tay phòng chống dịch bệnh, chị không chỉ tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ mà còn tình nguyện hiến tặng ruộng ngô làm thức ăn cho gia súc của các hộ gia đình trong khu phong tỏa. Mình chỉ có cái vườn ngô để ủng hộ cho cái gia đình đi cách ly thôi, để cho nó đỡ phải phụ nữ phải đi cắt cỏ. Qua thực tế hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng xóm Quê Bái, xã Đông Lai đã minh chứng, tổ COVID-19 cộng đồng là mô hình trực tiếp gần dân, sát dân, là một trong những biện pháp hữu hiệu phát huy sâu rộng sức mạnh toàn dân, là cầu nối giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Bởi mỗi thành viên của tổ COVID cộng đồng chính là mỗi người dân sinh sống tại địa bàn. Họ nắm rõ tình hình và tham gia vào các phương án xử lý sớm nhất khi có sự việc xảy ra. Do đó, tình hình chống dịch tại xã Đông Lai đến nay đã được kiểm soát tốt, nhân dân yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nếu như mà không có tổ COVID thì chúng ta rất là khó xác định là F1, F2. Tổ COVID phân công ra các tổ để giúp đỡ các hộ dân đi cách ly. Thứ nhất là bảo đảm cái công tác là về an ninh, chính trị, tài sản của gia đình. Thứ hai nó là cũng là chăm sóc cái con vật nuôi cho gia đình để đảm bảo tốt hơn. Không chỉ riêng xóm Quê Bái, xã Đông Lai, hiện nay trên địa bàn huyện Tân Lạc, 100% xóm đã thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng. Nhờ quán triệt nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và sự chủ động sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, nên thời gian qua, các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Tân Lạc đã phát huy được vai trò hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, giúp tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện sớm được kiểm soát tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.